hoặc là 50 rồi. Còn bùi zin còn hơi bí. Zin còn hơi bí. Bộ zin cái lỗ nó nhỏ lắm, giờ mình sẽ móc bô theo bài của mình đi cho nó nhẹ hơn. Ví dụ đi chậm thì nó im, giận là lớn mới nghe. Móc vô giống như chiếc bình này. Bình này là lỗ vô nó bự hơn nữa. Móc xong rồi mình sẽ test lỗ mà cho anh em nghe ha. Đi cổ zin một kiểu nữa là mình móc cũng đi như vậy nhưng mà mình đi cổ tăng bóp bóp thắng mình đó. Cổ tăng này thì nó cổ nó lớn hơn nè. Móc bò là anh em đi khỏi lo con mang SH 350 SH Ý anh em. 350 đỏ nè, đen nè. 300 nữa, radio. 300 đời cũ. SH Ý Liberty. Làm đầy đủ hết nha. Nhà còn số xe đang làm đang dọn. Đó. Cố gắng giao xe trước Tết cho anh em ăn Tết nha. Này mấy này làm tới khuya luôn á.